Phật. Lễ mừng thọ quá đông quý vị ơi, rất là nhiều những cụ già luôn quý vị, an hỷ lắm quý vị ơi. Lễ mừng thọ luôn quý vị, mừng chính Tết, lễ mừng thọ quý vị ơi. Đây nha quý vị, rất là đông luôn quý vị ơi, các cụ này quý vị rất là thương, nhìn các cụ rất là thương quý vị ơi. Để mà lễ mừng thọ mừng chính Tết nha quý vị. Nhưng mà bị bể xô quý vị ơi, do số lượng các cụ về quá đông quý vị. Các cụ về quá đông nên là ngồi ghế không có đủ trong đủ chỗ trong chánh điện chật hết quý vị. Bây giờ mới 6:30 thôi mà số lượng các Phật tử đưa ra các cụ về chùa Hộ Pháp rất là đông quý vị ơi. Đông quá quý vị ơi. Sáng nay thầy Đức thông báo là tổ chức lần cuối nha quý vị, không có tổ chức lần thứ hai nữa quý vị, do số lượng quá đông quý vị. Số lượng đông quá. Do số lượng lần này đông quá quý vị. Đợt này tặng được tặng khăn nữa quý vị. Để mừng thọ các cụ được thầy Đức tặng cái khăn màu vàng rất là đẹp quý vị. Để tặng cái khăn màu vàng rất là đẹp nha quý vị. Lễ mừng thọ là lần này số lượng về quá đông nên thầy Đức bị quá tải nên là không thể tổ chức được quý vị. Về đông quá quý vị, hăng hỷ quá quý vị ơi. Hăng hỷ lắm quý vị. Hăng hỷ lắm quý vị ơi, A Di Đà Phật. Ai gì đâu và khang nghị của quý vị. Rất là đông quý vị ơi. Ai gì đâu và bà có cái khăn đẹp quá. Ai gì đâu bà. Ai gì đâu bà. Bà có cái khăn đẹp quá. Ai gì đâu bà. Rất là đông quý vị, chùa Hộ Pháp nha quý vị. Chùa Hộ Pháp đông lắm quý vị. Chùa Hộ Pháp rất là đông nha quý vị. Mỗi lần thầy Nhân Đức mà tổ chức sự kiện gì cũng rất là đông nha quý vị. Về kính chùa luôn quý vị ơi. Thầy Nhân Đức rất là nổi tiếng nha, chắc là ai cũng biết. Hy vọng là khắp nơi nơi trên thế giới đều biết đến thầy Nhân Đức. Để nghe được nghe pháp của thầy, bởi thầy giảng pháp rất là hay và thực tế. Nên là rất là dễ tu tập, đặc biệt là tu về pháp môn tịnh độ rất là dễ tu nha quý vị. Pháp môn tịnh độ rất là dễ tu. Đi đứng nằm ngồi chúng ta đều có thể niệm Phật được nha quý vị. Ăn hỷ quá, các cụ về đông quá quý vị ơi. Di Đà Phật, dạ con chào tất cả đại chúng ạ. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày mùng 9 Tết, chạy chùa Hộ Pháp tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ 70 trở lên. Nhưng mà hôm nay số lượng về quá đông mọi người ạ. Số lượng về quá đông cho nên là thầy Đức đã bó tay rồi. Đức đã bó tay rồi do số lượng về quá đông. Để con quay cho tất cả đại chúng cùng xem ạ. A Di Đà Phật. Rất đông mọi người ạ. Số lượng hàng ghế là đã full hết rồi. Thầy Đức đã bó tay rồi do số lượng quá đông mọi người. Quá đông đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số lượng các cụ về rất là đông. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số lượng các cụ về rất đông luôn mọi người ạ. Nên là thầy Đức đã không có tổ chức lễ mừng thọ nữa do số lượng về quá đông. Nên là giờ là một buổi cộng tu giảng pháp bình thường thôi quý vị ạ. Số lượng về còn quá đông quý vị, còn rất là nhiều các cụ luôn. Cụ 70, 7 mấy, 6 mấy cũng có rất là nhiều mọi người. Về đông lắm. Rất là nhiều các cụ luôn mà, để con quay cho đại chúng cùng xem ạ. Trong quá trình quay bằng điện thoại cho nên không có cây gimbal, nó hơi lắc hơi rung á, nên là quý vị xem thì cũng thông cảm ha. Ai gì là Phật đang nghĩ nha quý vị. Tầm giờ bây giờ là mới có 6:00 mấy thôi quý vị, nhưng mà rất là đông rồi quý vị ơi. Mới có 6:30 thôi mà số lượng về đông rất là đông rồi, kính cả chùa rồi.
đông hơn những ngày bình thường rất là nhiều luôn. Mặc dù là ngày hôm nay là ngày mừng thọ cho các cụ nhưng mà số lượng về Phật tử về rất là đông luôn. Nam Mô A Di Đà. Nên là thầy Đức vừa mới thông báo là hôm nay không có tổ chức lễ mừng thọ nữa, nhưng mà sẽ tổ chức buổi giảng pháp bình thường thôi, bởi vì số lượng về quá đông, mà tại các cụ là phải sắp xếp và ghế ngồi chứ không có ghế tựa, ghế dựa ngồi chứ không có ngồi mà bình thường như cộng tu được, nên là về quá đông nên cái lượng mà chiếm diện tích không gian rất là nhiều, mà các cụ thì về quá đông cho nên là số lượng không đủ mà không gian để ngồi trong chánh điện nữa mọi người, nên là thầy Đức đã không tổ chức lễ mừng thọ nữa mà chuyển qua là giảng pháp bình thường. Hay như Đà Phật rất đông mọi người, xe để kín chỗ hết mọi người đó, kín chỗ hết các cụ từ 60-70 cho lên rất là nhiều luôn mọi người ơi, đông quá trời đông. Bây giờ muốn chen vào bên trong cũng khó mọi người, bởi vì đông quá trời, rất là đông luôn, đông quá trời đông mọi người ơi. Để con vào bên trong con quay. Chúng ta lên trên cái điện trên còn nhiều lắm, mình lên trên đó ngồi có tivi. Để con vào bên trong con quay cho đại chúng xem, mà chắc bây giờ vào bên trong cũng khó lắm quý vị, bởi vì đông quá. Hay là Phật, đây quý vị rất là đông quý vị ơi. Hay như là Phật, rất là đông quý vị à. Đông lắm quý vị à. Đây con vào được bên trong này quý vị, để con quay cho quý vị cùng xem mà. Hôm nay lễ mừng thọ mà đông như thế này nè quý vị à, rất là đông luôn. Đông quá trời đông quý vị ơi, rất là đông rồi quý vị ơi. Lễ mừng thọ mà đông như thế này nè quý vị à. Lễ mừng thọ quá đông quý vị ơi, số lượng ngồi chật chính điện luôn quý vị. Thầy Đức hôm nay bị bể xô quý vị ơi, do số lượng coi cụ về quá đông. Đông quá quý vị ơi, thầy Đức nói, năm sau không tổ chức được nữa rồi à, năm sau đây chắc là thầy không tổ chức nữa do số lượng quá đông quý vị. An hỷ quá quý vị ơi, về quá đông quý vị. Con quay xong con đi ra. Dạ.